Chào mọi người, đây là bạn My. Chào mọi người nhé. Anh My thì mới về Trung Thực Land. Tiện là anh em mình đang đi khảo sát thị trường Nha Trang. Anh muốn hỏi em mấy câu về Trung Thực Land được không? Đã được ạ. Anh biết là từ trước giờ em làm cho các cái bên công ty nước sản lớn rồi. Và về công ty của chúng ta thì nó tương đối là còn bé. Thì em có bị kiểu bị thất vọng hay không? Thực ra là em nghĩ là khi mà mình đã ở môi trường lớn rồi, nhưng mà mình lại về một cái môi trường mà đang còn phát triển, thì nó cũng sẽ là một cái cơ hội để mà mình có thể là mình phát triển tốt hơn, và cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để mà mình lớn hơn. Ok, cũng hay đúng không? Chúng ta là công ty nhỏ thì chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển. Chứ còn nếu mà lớn rồi thì chúng ta chỉ là một cái con ốc vít trong đấy thôi. Và mãi chúng ta sẽ rất là khó có cơ hội phát triển. Hay quá. Cho anh xin cái cảm nhận của em về Trung Thực Land, về con người, về sự hỗ trợ của các anh em ở trong Trung Thực Land được không? Em cũng mới về Trung Thực Land, tuy nhiên là thứ nhất là về cơ sở, văn phòng, mọi thứ thì đều rất là trang bị đầy đủ cho anh em nhân sự, từ xe cộ này đến bàn lép đào tạo này. Đấy, rất là đầy đủ rồi, bàn ghế gần như là như một văn phòng 5 sao. Đấy, thứ hai là về cái hỗ trợ thì em thích một cái là các sếp nhà mình thì thứ nhất là cũng không có cái khoảng cách giữa sếp với nhân viên. Thì công ty bé mà. Với lại là cái việc mà My nói về vấn đề về văn phòng ấy là bây giờ mình đang sửa nó mới sẽ được như thế, chứ còn trước thì nó cũng còn rất là nhiều vấn đề, không có là anh em sẽ vào. Thực ra là em nghĩ là khi mà mình mở rộng mô hình hơn thì mình cũng sẽ cần phải trang bị cũng như là nâng cấp cái văn phòng của mình để làm sao mà có chỗ đầy đủ để cho anh em nhân sự mới họ về họ làm việc với mình. Ok, thì cứ coi như đấy là cái lời khen đi. Còn em nghĩ là cái gì mà em thấy chưa được ở lúc này mà chúng ta cần phải thêm? Chưa được thì chúng ta sẽ cần phải nâng cấp để làm sao mà tất cả các nhân sự của Trung Thực Land đều chuyên nghiệp hơn và các chiến binh đều mạnh mẽ hơn. Hay quá. Đấy. Và các cái quy trình đào tạo hướng dẫn anh em, anh nghĩ là nó cũng cần phải là chi tiết hơn. Dạ vâng. Khâu tổ chức, ví dụ như là cái sự kiện này, hay đơn giản như là một cái việc mà chúng ta khảo sát thị trường này, anh thấy là một phần hành chính tổ chức. Sau buổi này thì về thì tụi đấy sẽ cũng sẽ ăn trưởng. Tại vì là tổ chức chưa ổn, nó là do năng lực mà. Em đúng nghĩ không? Thì chúng ta cũng trao dồi và chúng ta cũng sẽ cái gì chưa được thì chúng ta sửa. Ok, đấy, đó là những cái mà hai anh em chúng tôi trao đổi về nội tại của Trung Thực Land. Tất nhiên chúng tôi là một công ty nhỏ, nhưng nhỏ thì nó vẫn có những cái võ riêng, hoặc thậm chí là nó có những cái cơ hội riêng. Cái quan trọng nhất các bạn biết là cái hiệu quả. Tức là các bạn làm ở đâu cũng được, to hay nhỏ nó không quan trọng đâu, quan trọng là các bạn học được gì và các bạn có cơ hội ở đấy hay không. Đấy mới là cái mình nghĩ là khi mà chúng ta đi làm hoặc là phát triển sự nghiệp là điều các bạn cần. Đấy, và nếu mà các bạn quan tâm theo kiểu tìm hiểu về Trung Thực Land này, về đầu tư này, cơ hội đầu tư, hoặc là đơn giản là một nơi làm việc tốt, thì có thể là inbox kênh của mình, xong rồi mình sẽ giới thiệu sang phòng của My. Đấy, đồng nghiệp của anh bạn. Em nào mà muốn chiến thì hãy về với team của mình nhá. Và My còn chưa có người yêu, 96 đúng không? Em 96 rồi. Ok, người Quảng Ninh nhá. Độc thân luôn nha anh em nhá. Đấy, chưa có người yêu. Anh em nào mà thấy hợp lý thì về chiến cùng. Hai vợ chồng mà làm bất động sản thì khét mù. Rồi, cảm ơn mọi người. Chào mọi người nhá.